Xin chào tất cả mọi người. Thì vừa rồi Thu Hoa có nhận được khá nhiều những phản hồi tích cực của khách hàng về dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh, rằng là từ khi mà tôi sử dụng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty đã tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Thành phẩm cám viên ép ra giá chỉ còn từ 6.000 đến 8.000 đồng một cân cám nhờ tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong gia đình. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm các công thức làm cám chăn nuôi của bà con trên khắp các tỉnh thành cả nước. Đầu tiên, đó là anh Minh ở Hà Giang. Anh đã tham khảo công thức đầy đủ dinh dưỡng của chuyên gia, đó là 60% ngô, cám gạo 20%, đậm đặc 15%, rau 5%, vitamin cộng men vi sinh 0,5 đến 1% để làm cám viên cho gà. Tiếp theo là anh Hậu ở Đắk Lắk đã sử dụng nguyên liệu ngô, cám gạo, cỏ voi làm thức ăn cho dê. Anh Toàn với việc chăn nuôi 500 con gà đã sử dụng nguyên liệu ép đó là cám gạo, ngô, đỗ tương và rau. Anh Dũng ở Đồng Nai đã sử dụng nguyên liệu ép đó là cám gạo và men vi sinh làm thức ăn chăn nuôi cho 20 con bò. Tiếp theo, đó là anh Nghĩa ở Cà Mau đã sử dụng nguyên liệu ép đó là cám gạo và cỏ voi để làm thức ăn cho ngan. Anh Bình ở Điện Biên nhờ máy ép cắm viên S150 đã ép nguyên liệu cám gạo, ngô, đầu cá, rau đã bổ sung được chất đạm và chất xơ cho 200 con lợn, lại tiết kiệm được 30-40% chi phí. Anh Hùng ở Hải Phòng ép nguyên liệu cám gạo, ngô, sâu canxi làm thức ăn sạch cho gà. Vâng, trên đây là một số những công thức làm thức ăn sạch của bà con trên khắp các tỉnh thành cả nước khi sử dụng dòng máy ép cắm viên trục đứng S150 của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Nhờ tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn, tiết kiệm được chi phí, lại đảm bảo được nguồn dinh dưỡng tốt nhất mà chỉ trong một vài tháng, bà con đã có thể thu hồi toàn bộ số vốn của mình. Công ty chúng tôi vô cùng cảm ơn quý bà con khi đã tin tưởng và sử dụng các dòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới số hotline của công ty hoặc để lại bình luận phía bên dưới để được tư vấn miễn phí. Nếu cảm thấy clip này hay và hữu ích, hãy ấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được thông báo về những clip mới nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn. Chúc bà con thành công.